Gạch kỳ cát. Đứng lại. Hai người các ngươi thật to gan, dám cả người cách cách. Tộc trưởng đang nghỉ ngơi, trại đại pháp sư đang bắt mạch cho người. Ta muốn gặp Gạch kỳ cát, các người tránh ra cho ta. Trại đại pháp sư. Cách cách. Sao ngươi lại hại Lan Châu tỷ tỷ bị tụng tán chứ? Lòng dạ ngươi ác độc hơn Lan Soái. Ngọc Nhi. Ca ca. Ca ca, ngươi đến thật đúng lúc. Trại đại pháp sư này dùng là yêu ma quạt chúng, hắn quả ép Lan Châu tỷ tỷ chết. Ngươi mau nói với Gạch kỳ cát đi. Ngọc Nhi, Gạch kỳ cát đã ra lệnh giao chuyện này cho trại đại pháp sư xử lý rồi. Chúng ta phải lập theo ý nguyện của Gạch kỳ cát. Còn nữa, Gạch kỳ cát bây giờ sức khỏe không tốt, Gạch cát phải ta canh chừng người, bất cứ ai cũng không được làm phiền. Trại đại pháp sư vất vả rồi. Nên làm mà. Gạch kỳ cát. Khuya lắm rồi, đưa Ngọc Nhi về nghỉ ngơi đi. Cách cách, tôi cũng như chúng ta về nhà thôi. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Bọn họ không cho ta gặp Gạch kỳ cát. Ngày mai trước khi trời tối, hãy làm cho tỷ tỷ sẽ bị tủng tán rồi. Trời ơi, làm sao đây? Hay là chúng ta nghĩ cách lén đi gặp tộc trưởng? Ta nghĩ Ngô Khắc Thiện ca ca chắc chắn đã có chuẩn bị rồi. Cho dù chúng ta gặp được Gạch kỳ cát, người cũng sẽ không nghe chúng ta đâu. 10 năm nay bộ lạc trưởng chỉ tin lời Đại Phúc Tấn và trại Đại Pháp Sư thôi. Nếu như trại Đại Pháp Sư khăng khăng bắt Hải Lan Châu tỷ tỷ đi tụng tán, ta sợ Gạch kỳ cát cuối cùng cũng nghe lời bọn họ. Không được, ta không thể để mất thời gian nữa. Người cũng không thể mạo hiểm. Ta muốn tìm một người có quy lực có thể giúp Hải Lan Châu tỷ tỷ. Ở trên Thảo Nguyên Khoa Nhị Tắm còn ai có khả năng đó chứ? Ta có thể đi tìm Hoàng Thế Cực. Lời của Hoàng Thế Cực bọn họ chắc chắn không dám cãi lại. Nhưng mà đại hãn, bây giờ chuẩn bị xuất chinh vì cách nghỉ, cho dù đi ngày đi đêm nhanh nhất cũng tới trưa mai mới tới được doanh trại của người. Tính luôn thời gian gì e là không thể kịp. Vậy không thể chậm trễ, bây giờ ta đi ngay. Nhưng mà cách cách, đại quân sắp xuất chinh, không cho nữ nhi vào đâu. Ta có cách. Đại Phúc Tấn, tôi cầu xin người, người hãy cứu con gái của tôi đi. Tại sao tôi phải cứu nó? Dù sao nó cũng là con gái ruột của Khả Hãn. Người im miệng cho ta. Tôi biết người không thích nó, nhưng mà người là quan trọng. Chỉ cần người cứu nó, người bảo tôi làm gì tôi cũng đồng ý. Đừng có giả vờ tội nghiệp đáng thương trước mặt của ta. Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao? Trước đây ta coi ngươi như tỉ mùi ruột. Ta thật không ngờ lúc ta đang mang thai, ngươi lại dám dụ dỗ tướng công ta sinh ra nghiệp chủng Hải Lan Châu đó. Vì chuyện này ta u sầu uất ức, bệnh cũ tái phát, hại con trai ta chưa ra đời đã chết trong bụng của mẹ. Còn ngươi lại sinh tiếp A Cổ Lạc. Suýt chút nữa ngươi đã chiếm vị trí đại phúc tấn của ta. Nếu như không phải con trai ta Ngô Khắc Thiện lập được chiến công khiến Ngọc Nhi trở thành phúc tinh của khoa nhĩ tắm này, e rằng hôm nay người quỳ ở đây cầu xin là ta. Chỉ cần ta còn ở đây, không ai cứu được Hải Lan Châu. Tôi biết tôi có lỗi với người, tôi cũng đã hủy dung nhan của mình. Nếu như người vẫn cảm thấy chưa thể hết hận thì người cứ giết tôi. Nhưng tôi xin người hãy cứu Hải Lan Châu. Ngươi muốn chết sao? Ta không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Một con hạ nhân dụ dỗ phu quân của chủ nhân, chắc chắn phải chịu báo ứng đáng có. Ta muốn bắt con gái ngươi đền mạng cho con trai của ta. Ta muốn ngươi đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ta muốn ngươi cô độc tới già. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Làm gì vậy? Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Ta muốn gặp đại hãn. Các ngươi tránh ra. Ta muốn gặp đại hãn. Hả? Kiếm của đại hãn?
tránh ra. Không gặp đại hãn. Đứng lại. Không cho tránh ra đi. Sao bên ngoài ồn dữ vậy? Ta có việc gấp. Báo cáo đại hãn, bên ngoài có một tiểu tử, đó là Khoan Nhi Tấm, đem theo bảo kiếm của người tới cầu kiến. Không được vào, đứng lại. Không gặp đại hãn. Không được vào. Cứ tránh ra. Cho hắn vào đi. Thả ta ra đi. Đại hãn. Ngươi. Đại hãn cuối cùng con gặp người rồi. Ngươi là? Con. Ngọc Nhi. Đại hãn là Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Tôi ra. Quân doanh trọng địa, nghe đạo như cô sẽ có thể tùy tiện làm loạn. Mau về nhà đi. Đại hãn, con cưỡi ngựa suốt đêm, muốn tới đây cầu xin người giúp. Đại hãn, con xin người cùng con về qua nhị tấm cứu tỷ tỷ của con đi. Trại Đạt Pháp Sư, ngươi khẳng định thuốc ngươi dùng không gây hại cho Khả Hãn chứ? Xin Đại Phúc Tấn yên tâm, mấy ngày nay Khả Hãn đều dùng thuốc của thần. Trừ phi có người cố ý làm phiền người. Yên tâm đi, thần đã phái người ở bên ngoài canh gác, tuyệt đối không có ai có thể làm phiền người. Vậy ngày mai Khả Hãn tỉnh lại biết được chuyện của Hải Lăng Châu, ngươi sẽ nói thế nào? Trước giờ Khả Hãn cũng biết Hải Lăng Châu rất yêu Trác Lâm, cho nên người chắc chắn sẽ tin Hải Lăng Châu tự nguyện vì Trác Lâm mà chết. Trước sự chuẩn bị xuất quân, ta thân là đại hãn, sao có thể vì một cô nương làm chậm trễ quân tình? Đại nhĩ cổn, có chọn một vài tên binh cùng cổ quay về cứu người. Dạ. Đại hãn, ngạch cá thì ngạch kỳ cát của con, tôi biết là lời người nói. Nếu như người không đi cứu, tỷ tỷ con sẽ chết chắc. Người cùng con đi một chuyến đi, con xin người đó. Đại hãn, hay là để con muốn làm loạn với cổ sao? Đại hãn, người còn là nam nhân không? Sao lại vô tình như vậy chứ? Cô nói gì? Ngọc Nhi, cô nói gì vậy? Con không mau nhận lỗi đi. Nếu không cứu được tỷ tỷ, con cũng không muốn sống nữa. Lúc lão hãn như còn sống đã hỏi con, trên thế giới này ai giống người nhất? Con đã nói chính là đại hãn người. Lão hãn dương kêu con chuyển lời cho mọi người để người thừa kế hãn vị này. Chính vì tin người sẽ giống ông ấy, là một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, là một người xuất chúng nói được làm được. Không lẽ con muốn khiến lão hãn dương thất vọng để mọi người nghĩ rằng ngươi là một kẻ nuốt lời sao? Sao ta lại nuốt lời? Đại hãn đã từng hứa hẹn trước mặt mọi người, chỉ cần rút bảo kiếm ra, cho dù Ngọc Nhi đưa ra bất cứ yêu cầu gì, đại hãn cũng sẽ thực hiện cho con. Lời của đại hãn nói có được tính không? Nhà đầu, bảo kiếm ra khỏi bao rồi thì phải lập tức trả lại. Sau này không được đưa ra yêu cầu nào nữa. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Bảo kiếm đã được rút ra, xin trả lại đại hãn. Xin đại hãn thực hiện lời hứa. Đại hãn, Ngọc Nhi cô nương nói rất đúng. Đại hãn nhất ngôn cửu định, không thể thất hứa với thiên hạ. Nếu đại hãn tin tưởng thần, giao tất cả mọi việc ở đây cho thần, Đại Nhị Cổn dám lấy đầu trên cổ cho bảo đảm, chắc chắn đánh thắng trận chiến này. Tiểu nha đầu này, gan của cô đúng là không nhỏ. Đi thôi. Hãy làm tỷ. A Cổ Lạp, đưa ngạch cát về đi. Tỷ không cần hai người tiễn tỷ. A Cổ Lạp, tỷ tỷ ngươi cũng đã nói như vậy rồi, các ngươi không cần đi đâu. Đi thôi. Tỷ tỷ. Hãy làm châu, ngạch cát không cứu được con rồi. Ngạch cát có lỗi với con.
Nhạch Cát, ngươi đừng nói vậy. Trác Lâm chết rồi, lúc đầu con cũng muốn chết theo huynh ấy, nhưng con thật sự không nỡ rời xa Ngạn Tương và A Cổ Lạp nữa. A Cổ Lạp thì tỷ tỷ chăm sóc Nhạch Cát thật tốt. Hãy là tỷ tỷ. Tỷ tỷ, muội nhìn đại hạng cái tướng đây thì chắc chắn phải đợi muội, chắc chắn phải đợi muội. Ngọc Nhi, con không sao chứ? Đại hẳn, người mau đi cứu tỷ tỷ, không cần để ý con đâu, người mau đi đi. Chẳng lẽ bỏ con ở đây chờ chết sao? Nhà đầu ngốc, bản thân mình lo con không nổi còn đi cứu người khác. Đi. Đại phi ca, nếu như có thể cả đời dựa dẫm trên âm huynh như bây giờ thì tốt biết mấy. Được tuần tang về phụ quân tử chiến là vinh hạnh cao quý của Hải Lan Châu. Hãy lên chồng, muội không sao chứ? Ta chắc chắn sẽ tới cứu muội. Trác Lâm, Trác Lâm, muội có biết không? Muội vẫn luôn đợi huynh, muội đợi huynh quay về cứu muội. Muội chết rồi, chúng ta có thể mãi mãi bên nhau. Trác Lâm, yên tâm đi, cô sẽ không chết đâu. Ta hứa với Ngọc Nhi rồi, chắc chắn sẽ cứu cô. Hải Lan Châu, Hải Lan Châu, Hải Lan Châu, tỷ tỷ. Trời, sao vậy hả? Ngọc Nhi, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Đại hẳn, sao các ngươi có thể làm chuyện hoang đường như vậy? Hải Lan Châu, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Minh triều ý mạnh xâm lăng,
giết hai người trong tộc chúng ta. Chúng ta chỉ cần đoàn kết một lòng, giống như gió cát ở trên sa mạc, mượn gió nổi lên, có thể cuồn cuộn trên đất, tiêu diệt quân Minh, làm chủ Trung Nguyên. 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 Các tướng sĩ là tất cả của chúng ta, các ngươi quý trọng tài sản trâu ngựa của các ngươi, vậy thì càng nên yêu quý tướng sĩ của các ngươi. Nếu yêu quý người nhà của bọn họ, các tướng sĩ anh dũng hy sinh, các ngươi phải tốt với người nhà của họ. Được. Trại tăng, Khoa Nhĩ Tấm là đồng minh đắc lực nhất, trung thành nhất của Đại Kim ta. Ta mong ông sau này có thể lấy mình làm gương, là một thủ lĩnh anh hùng quyết đoán. Ông đừng để người khác thao túng nữa, có biết không? Dạ. Lần này cũng do nha đầu này Hải Lạc Châu, vì tình yêu nhất thời không nghĩ thông suốt, muốn chết theo phu quân của mình. Đây là chuyện ngoài ý muốn. Lời đá vàng của đại hãn, trại tang chắc chắn khắc cốt ghi tâm, ghi lòng tạc dạ. Đa tạ người, đại phi ưng. Cách, đại phúc tấn kêu người qua đó. Ê, cách. Đi thôi. Ta không biết kiếp trước đã tạo ra tội nghiệp gì, mà kiếp này phu quân bất trung, con cái bất hiếu, ta trừ hại cho người trong tộc, con lại đi kêu người ngoài tới đây đối phó ta. Hại ngạch kỳ cát của con cũng phải chịu tội, đúng là uổng công ta thương con. Cả ngươi nữa, biết cách lén lút chạy ra ngoài, ngươi lại biết chuyện mà không báo. Dạ, xin đại phúc tấn tha tội. Nghịch cát, ngươi đừng trách Tô Mã, muốn trách thì trách con đi. Nếu không phải Nghịch cát ra tay tàn độc, con cũng không nghĩ ra cách này đâu. Còn im miệng cho ta. Nghịch cát, ngươi có còn nhớ vết sẹo này không? Lúc Ngọc Nhi còn nhỏ bị rắn cắn, lại lăn cho tỉ tỉ liều chết hút máu cho con, nên con mới sống tiếp được. Còn nữa, lúc con còn nhỏ cưỡi ngựa ra ngoài chơi, không cẩn thận bị ngã gãy chân, lại lăn chầu tỉ tỉ cõng con đi trong sa mạc suốt một ngày một đêm. Giờ tỉ ấy gặp nạn, sao con có thể thấy chết mà không cứu chứ? Con nghĩ nó thật lòng tốt với con sao? Nếu như không phải nó dẫn con vào rừng, sao con có thể bị rắn cắn? Nếu như không phải nó đạp con ngựa của con, sao con có thể bị ngã từ trên ngựa xuống được? Hết lần này đến lần khác con vì nó bị thương. Nếu như nó không phải cố ý, thì nó khắc mệnh với con. Ngạch cát, nếu như Ngạch cát vẫn cố chấp như vậy thì con cũng không còn gì để nói. Muốn xử phạt thế nào tùy ý người. Con, hai người ra ngoài cho ta. Dạ. Ngọc Nhi, Ngạch cát biết bây giờ cho dù ta làm gì con cũng không thể nào hiểu được, nhưng Ngạch cát muốn nhắc nhở con, trong cuộc đời này chỉ có ta mới là người thật sự tốt với con. Trại Đạt Pháp Sư đã từng nói, trong vòng 50 năm trên thảo nguyên Khoa Nhĩ Tấm sẽ xuất hiện một nữ nhân làm mẫu nghi thiên hạ, và nữ nhân này chắc chắn là con gái của Ngạch Kỳ Cát con. Từ lâu Tháp Na đã biết chuyện này, cho nên cho dù ta đối với bà ta thế nào, bà ta cũng nhẫn nhịn mà sống. Mục đích của bà ta là muốn để cho Hải Lan Châu thay bà ta xoay chuyển càng khôn. Nghịch cát, tỷ tỷ sao rồi? Không sao. Nếu không phải Hoàng Thái Cực tới đúng lúc, tỷ tỷ đã hy sinh vô ích rồi. Con đừng nói nữa, mau đi hái ít thảo dược cho tỷ tỷ của con đi. Dạ.
Trác Lâm, ý trời khó tránh, đại nạn không chết ắt sẽ có hậu phúc. Ngọc Nhi, Ngạch Cát không muốn bất cứ ai trở thành chướng ngại của con, vì Ngạch Cát tin là trên cả thảo nguyên này chỉ có con mới có tư cách trở thành mẫu nghi thiên hạ. Người nghĩ đủ mọi cách hại Lăng Châu tỷ tỷ, thì ra sợ tỷ ấy trở thành chướng ngại của con. Từ nhỏ con đã là phúc tinh của Khoa Nhĩ Tấm. Ta và Ngạch Kỳ Cát con từ nhỏ đã rèn luyện cho con, vì bọn ta tin rằng phu quân sau này của con chắc chắn là nhân vật xuất chúng. Hoàng thái cực, hùng tài mưu lược, sau này chắc chắn sẽ thống nhất thiên hạ. Đó là người ông trời sắp đặt sẵn cho con. Nhưng mà ta thật sự không thể ngờ là con lại để hắn cứu khắc tinh của con. Con đúng là vô cùng ngu ngốc. Nhưng ta cũng không ngờ Hoàng thái cực lại chịu nghe lời con chạy tới cứu người, cũng coi như là chuyện vui ngoài ý muốn. Nói Ngạch Cát nghe, có phải Hoàng thái cực thích con không? Ngạch Cát, người đang nói gì vậy? Đại hãn là phu quân của cô mà. Ngạch Kỳ Cát gả cô con cho Hoàng thái cực, một là vì Khoa Nhĩ Tấm, hai là trải đường sẵn để sau này con lấy hắn. Cái gì? Sao người có thể đối với cô như vậy? Kêu con đi cướp phu quân của cô. Vậy thì sao chứ? Nói ta biết, có phải là con thích Hoàng thái cực lâu lắm rồi? Nếu như con thích thì phải tranh giành. Đây mới là con gái của trại kỳ nhã ta. Người vẫn ổn chứ? Ta không sao. Ngạch Cát ta cao cao tại thượng, còn Nhị Tháp Na thì địa vị thấp kém. Dễ lương thiện như vậy, nhìn thế nào cũng không phải loại người mà Ngạch Cát nói. Tà Cách Cách đã cứu Hải Lan Châu. Dì à, dì mau đứng lên đi. Đều do Ngạch Cát con mới hại Hải Lan Châu tỷ tỷ chỉ nhiều khổ sở như vậy. Con đã xin lỗi hai người mới đúng. Không, Cách Cách, người tuyệt đối đừng nói như vậy. Bao nhiêu năm nay chỉ có người mới coi mẹ con nô tỳ là con người. Cho dù chịu khổ sở như thế nào, nô tỳ cũng không sao. Nhưng Hải Lan Châu từ khi sinh ra tới giờ chưa từng sống một ngày yên ổn. Là nô tỳ có lỗi với nó. Dì yên tâm đi, ông trời sắp phù hộ hai mẹ con dì, chắc chắn sẽ khổ tận cam lai. Cuộc đời của nô tỳ coi như xong rồi, nhưng Hải Lan Châu nó vẫn còn rất trẻ. Nô tỳ không muốn nó giống nô tỳ. Cách Cách, nô tỳ cầu xin người, nô tỳ xin Cách Cách nể tình tỷ muội, cầu xin đại hãn đưa nó rời khỏi đây đi. Con, đúng vậy, nếu đại hãn mất, nó có thể bị mất mạng đó. Chỉ có rời khỏi đây, nó mới có thể sống tiếp. Tôi xin người đó, xin người hãy giúp nó đi. Cậu xin người hãy giúp nó đi. Dì yên tâm đi, con chắc chắn sẽ giúp tỷ tỷ. Đa tạ Cách Cách, đa tạ Cách Cách. Ê, dì à, mà đứng lên đi. Ooh.
trời. Xin ông hãy chỉ đường cho con, nói cho con biết Trác Lâm đang ở đâu, để chính miệng con nói với Quỳnh ấy, con sẽ đợi Quỳnh ấy trở về. Con chắc chắn sẽ đợi Quỳnh ấy trở về. Con xin ông. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ con thật sự là tai tinh sao? Chẳng lẽ con thật sự là tai tinh sao? Nếu thật sự như vậy, xin ông trời hãy trừng phạt con, hãy để con được chết thay cho Trác Lâm. Chỉ cần Quỳnh ấy được bình an, hãy để con chết thay cho Quỳnh ấy. Đại hãn. Miễn lễ, ngồi đi. Đa tạ đại hãn cứu tỷ tỷ con. Chiếc khăn này do tự Long Cường chống phong hàn vô cùng ấm áp. Được rồi. Còn thuốc bổ này nữa là Ngạch Kỳ Cát và Ngạch Cát con muốn tặng cô để bồi bổ an thai. Dạo này cô vẫn bình thường chứ? Trí Trí gửi thư cho ta nói mọi chuyện dễ ổn. Tiếc là dạo này chiến sự cấp bách, ta không có thời gian về thăm cậu. Một mình cô đơn ở Thịnh Kinh, chắc chắn cô rất buồn. Người Trí Trí thương nhất chính là cô. Hay là như vậy, cô hãy tới Thịnh Kinh sống, ở bên Triết Triết. Được rồi. Nhưng mà con muốn dẫn thêm một người nữa, có được không? Ai vậy? Tỷ tỷ con. Con không yên tâm để tỷ tỷ ở lại đây một mình. Tất nhiên là được rồi. Con dẫn theo cô ta để giúp cô ta khuây khỏa. Tạ đại hãn. Vậy tụi con đi đây. Không, tỷ không tới Thịnh Kinh đâu. Tỷ phải ở lại khoa nhị tấn. Trời ơi, Thịnh Kinh có rất nhiều thứ hay, nhiều đồ ngon, sao tỷ lại không đi? Tỷ đi cùng muội đi mà. Tỷ tỷ. Đúng đó, con ở lại đây chỉ càng thêm đau lòng. Hay là con ra ngoài chơi đi. Không, con phải ở lại đây đợi Trác Lâm trở về. Con. Tỷ tỷ, muội biết tình cảm của tỷ dành cho Trác Lâm ca ca, nhưng mà tỷ không thể chờ đợi như vậy được. Tỷ đợi như vậy phải đợi đến năm nào tháng nào đây? Nói không chừng Trác Lâm ca ca phiêu bạc bên ngoài, đợi tỷ đi tìm Quỳnh ấy thì sao? Chúng ta theo đại quân của đại hãn, chắc chắn dễ dàng nghe ngóng tin tức của Quỳnh ấy. Phải đó, nếu như ở đây có tin tức của Trác Lâm, ta sẽ kêu A Cổ Lạp lập tức thông báo với con. Đúng đó. Con gái à, con nghe lời ta khuyên đi. Nếu như con còn ở khoa nhĩ tấm, bọn Trại Đạt pháp sư sớm muộn cũng tìm kiếm cơ hội để hại con. Nếu như con xảy ra chuyện gì, Ngạch Cát thật sự không thể chịu nổi. Coi như là Ngạch Cát cầu xin con đi. Ê, Ngạch Cát, Ngạch Cát, đứng dậy đi. Ngạch Cát còn không đồng ý, Ngạch Cát sẽ không đứng lên. Con đi. Con sẽ đi. Vậy con đi chuẩn bị đồ đạc đây. Năm tháng sau,
Hey. Muội biết ngay tỷ tỷ đang ở đây chấp kinh mà. Ngọc Nhi, tỷ đang muốn đi tìm muội. Tỷ nghe nói đại quân về kinh có tin tức của Trác Lâm không? Vẫn chưa có. Trác Lâm ca ca thân thủ phi phàm, muội cảm thấy quân ấy chỉ tạm thời mất tích thôi, sớm muộn cũng có ngày chúng ta sẽ tìm được quân ấy. Đúng đó, ngày nào người cũng chép kinh thư cầu phúc, Bồ Tát chắc chắn sẽ cho người toại nguyện để phu thê hai người đoàn tụ. Hy vọng là gì? Tỷ tỷ, tỷ ngày nào cũng ở trong phòng chép kinh thư, muội dẫn tỷ ra ngoài chơi nha. Đại Nhị cũng đã hẹn muội ngày mai lên núi chơi, tỷ đi với bọn muội đi. Tỷ không đi thì hơn. Tỷ tỷ, cổ không đi để tránh làm phiền hai người chơi không được vui. Người nói cái gì vậy? Ta và Đa Nhị cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Trước đây người rất ghét ngài ấy, bây giờ không phải thường xuyên theo ngài ấy ra ngoài chơi sao? Nếu có lòng thành, sắt đá cũng mòn. Tôi tin Đa Nhị cũng sớm muộn cũng có ngày khiến người cảm động. Bọn cách cách kết bạn với hắn đã là ân điển lớn nhất với hắn rồi. Muốn tiến gần thêm bước nữa, trừ khi mặt trời mọc ở hướng Tây. Tại sao vậy? Có phải trong lòng của muội vẫn còn nhớ Đại Phi Ưng đó không? Đại Phi Ưng? Đại Phi Ưng nào vậy? Cô nói muốn hẹn chúng ta ra uống trà, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Sắc mặt của cô hôm nay tốt quá. Tỷ là Ngọc tỷ tỷ, tỷ tới thăm đệ nè. Hôm nay đệ có khỏe không? Được rồi, có chuyện nó đạp con đó. Đệ qua đây ngồi. Vẫn như trẻ con vậy. Con đó cũng không còn nhỏ đâu, nên thành hôn rồi. Cô không biết tại sao dạo này ta rất buồn ngủ. Cô sắp sinh rồi, cho nên phải ăn nhiều ngủ nhiều, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nói cứ như đánh nhau vậy. Vậy cũng phải mà, nữ nhân sinh đẻ cũng như đánh trận, ranh giới sinh tử, dinh nhục mong manh lắm. Phúc Tấn, đây là kinh Kim Cương do con tự chép, mong người khỏe mạnh bình an. Thân là người có tang, tang hỷ tương xung là điều kiên kỵ đó. Trác Lâm vẫn chưa chết. Cô Hải Lăng Châu tỷ tỷ cũng chỉ là một lòng hiếu thuận, người sẽ hiểu mà, phải không? Tất nhiên rồi, ta cũng hy vọng Trác Lâm có thể bình an vô sự. A Nạp Nhật, nhận đi. Dạ. Đa tặng người Hải Lăng Châu. Tô Mã, cô đây là chút bánh ngọt cho tự tay con làm, vừa ngọt vừa thơm, vị ăn thử đi. Ngọt hả? Đúng vậy, cách cách nô tì vì làm đồ ăn cho người đã tốn rất nhiều công sức đó. Đúng là rất thơm. Dạo này ta rất thích ăn đồ ngọt. Cô người ta nói thai phụ thích ăn đồ ngọt thì sẽ mang thai con trai đó. Pháp sư cũng chẩn đoán lần này là A Ca. Thật sao? Hay gì tâm trạng của cô tốt như vậy. Nè, con cũng ăn một miếng đi. Cha. 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 Mở lên. Đây. Có phải vừa rồi huynh của ý nhận ta không? Ta sợ sau khi cô thua sẽ khóc một trận. Coi thường người khác. Nè. Ê, Kim Ngọc Nhi, Kim Nhĩ Cổn. Nè. Kim Ngọc Nhi, cứ ăn nhiều vào. Kim Nhĩ Cổ, ngươi cũng ăn nhiều chút đi. Giỏi lắm Kim Nhĩ Cổ. Kim Nhĩ Cổ, sao ngươi có thể ăn đồ của Kim Ngọc Nhi chứ? Nè, cô không nhìn thấy à? Đó là Kim Nhĩ Cổ đang giúp Kim Ngọc Nhi đó, để tránh Kim Ngọc Nhi càng ngày càng giống cô. Giống ta? Đúng vậy, giống như cô càng ăn càng mập, mập quá sẽ không bay nổi. Ta mập khi nào chứ? Nè. Ta không mập lúc nào hết. Nè. Ai nói ta mập? Nè, chứ cô không đuổi kịp. Quỳnh ta đâu đó. Quỳnh đứng lại. Ngọc Nhi, cô sao rồi? Đây, để ta xem.
Cô gạt ta à? Quynh là đầu ngốc. Giỏi lắm. Xem ta làm sao bắt cô nè. Cô ta chết. Ta dạy cổ, con thả ta xuống. Thả xuống đi. Vậy cô sẽ tan xương nát thịt đó. Cô thả ta xuống. Được rồi, vậy cô hôn ta một cái. Quên là tên vô lại. Yeah! Yeah! Hai người các ngươi khi cô ta xuống. Dạ. Nhận đó. Hả? Chuyện gì vậy? Cô ấy. Cô ta là cung nữ đã chết rồi. Chuẩn bị đem đi chôn. Đi thôi, đi thôi. Đợi một chút. Cô ấy vẫn chưa chết đâu. Vừa rồi cô còn nắm tay ta. Cô sao vậy? Cô sao vậy? Cứu tôi. Cứu tôi. Nhìn xem, cô vẫn chưa chết mà. Cô còn biết nói chuyện. Cô chỉ còn chút hơi thở thôi. Bây giờ không chết, lát nữa cũng sẽ chết. Hai người các ngươi còn không đi mau. Đứng lại. Ta là cháu gái của Đại Phúc Tấn, khách quý của Đại Hãn. Bây giờ trong bụng của Đại Phúc Tấn đã có Tiểu A Ca rồi. Đại Hãn đã dặn dò, chắc chắn tích đức tích phúc cho Tiểu A Ca. Nếu như Đại Hãn biết các ngươi coi mạng người như cỏ rác, có biết kết quả sẽ thế nào không? Giao người này cho ta. Sao rồi? Đỡ hơn chưa? Cách cách có ơn cứu mạng đối với nô tỳ. Nô tỳ không biết lấy gì đền đáp. Được rồi, đừng nói chuyện đó nữa. Cẩn thận đó. Cách cách, hay là người làm người tốt tới cùng, cho nô tỳ tiếp tục ở lại trong cung đi. Chuyện này ta cũng không thể quyết định. Hay là như vậy đi, bây giờ ngươi cứ ở lại chỗ ta nghỉ ngơi cho khỏe, để ta thử xem có thể nghĩ cách giữ ngươi ở lại trong cung không. Nô tỳ tạ ơn cách cách. Ngọc Nhi, khoảng thời gian gần đây con và Đa Nhĩ Cổn qua lại sao rồi? Vẫn tốt. Nhưng hai người chơi không vui gì hết. Lần sau nếu Hải Lan chơi tỉ tỉ và cô đi chơi chung với con thì con mới vui. Con muốn cô chơi với con trong bộ dạng này hả? Phúc Tấn, lần này Ô Nhã có thể ở lại trong cung cũng may có Đại Phúc Tấn giúp đỡ. Ta làm vậy chỉ là nể mặt Ngọc Nhi. Chỉ được một lần, không có lần sau. Đa tạ cô. Đa tạ Đại Phúc Tấn. Nhìn kìa, quả đen xuất hiện, là điềm báo không lành. Cô, e là phía trước có chuyện gì đó không hay. Con dịch tôn mã tới đó xem sao. Tỷ ở lại đây chăm sóc cô nha. Được, hai người cẩn thận nha. Dừng xe. Dừng. Đi. Không biết tại sao ta cứ cảm thấy hình như không được thoải mái. Có phải do ngồi xe quá lâu không? Hơn nữa người xe ngựa cũng rất sốc. Ở đây có một chút nước mơ tươi, người có muốn uống không? Đau quá. Ta sắp sinh rồi. Không phải tháng sau mới sinh sao? Không được rồi. Phúc Tấn, dùng sức đi. Sinh rồi. Là A Ca sao?
chúng mượn Phúc Tấn là một cách cách. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Rõ ràng đại phu nói là nam mà. Là nam mà. Quả nhiên là xác chết của động vật. Chỗ này hình như bị con thú dữ gì đó tấn công. Đừng quan tâm nhiều như vậy, hay là chúng ta đi thôi. Cách cách.